Hôm nay mình sẽ chia sẻ cách để trị tiểu bút, tiểu sắt, tiểu đêm nhé. Đó là cái công thức dùng bằng cái rau mồng tơi. Rau mồng tơi nó sẽ chữa được cho chúng ta cái tiểu bút, tiểu sắt và tiểu đêm. Và bây giờ các bạn sẽ cùng với mình nhé để tìm hiểu về tiểu bút, tiểu sắt nó là như thế nào. Tiểu bút là tình trạng bút vùng kín khi đi tiểu. Niệu đạo nóng rát, vùng kín bút như bị châm chích. Tiểu bút thường đi kèm với các triệu chứng như là tiểu nhiều lần nhưng lượng nước tiểu rất là ít, tiểu rắt, nước tiểu nhỏ giọt ngắt quãng kèm ra theo đau rát vùng kín. Nước tiểu có mùi hôi khéo khó chịu, chuyển màu hồng hoặc đỏ do có máu trong nước tiểu. Nguyên nhân của tiểu rắt tiểu bút là do rất là nhiều nguyên nhân, và thậm chí là nguyên nhân do bệnh lý và cả nguyên nhân do thói quen sinh hoạt của chúng ta dẫn đến, như là chúng ta uống quá ít nước, chế độ ăn uống thiếu chất xơ, sử dụng nhiều chất kích thích và đồ uống có cồn, tâm lý căng thẳng, lo âu trong thời gian dài, nóng trong người, quan hệ tình dục bừa bãi, không an toàn, thường xuyên nhịn tiểu, lười đi tiểu, phụ nữ mang thai và sau khi sinh cũng có nguy cơ là bị tiểu buốt, tiểu sắt, mắc các bệnh lý như viêm đường tiết niệu, viêm bàng quang, bệnh lây qua đường tình dục, bệnh phụ khoa. Đó là những nguyên nhân của cái gây ra tiểu buốt, tiểu sắt và thậm chí cái tác dụng phụ của thuốc nữa. Bây giờ cách làm thì bây giờ các bạn chuẩn bị cho mình nhé. Đây là nguyên nhân và tìm hiểu về về tiểu buốt, tiểu sắt là gì. Và bây giờ cách làm thì chúng ta sẽ dùng là một nắm rau mùng tơi này khoảng 100 g nhé. Cả lá cả cành mình vừa đi ngắt ngoài vườn về rất là tươi rồi. Bây giờ mình rửa sạch lại nhé. Và chúng ta chuẩn bị thêm 500 ml nước lọc nữa. Sau khi rửa sạch ấy nhá, các bạn chuẩn bị cho mình 500 ml nước lọc này. Các bạn cho nắm rau mùng tơi đã rửa sạch vào rồi này. Tiếp đến các bạn cho mình một thìa cà phê muối hạt nhỏ vào này. Và bây giờ chúng ta đun cho nước nó sôi lên, rồi sau đó mình sẽ đun 10 phút để cho cái phần rau mùng tơi nó tiết ra những cái chất ra cái nước này nhé. Và vì sao cái mùng tơi này nó lại có tác dụng để chữa được cái tiểu buốt, tiểu sắt? Vì mùng tơi nó kính có tính hàn, vị chua, không độc, có tác dụng lợi tiểu, giải độc nữa, cho nên nó rất là tốt cho cái việc chữa bí tiểu. Rồi bây giờ mình đun cho nó sôi lên, sau đó mình đậy vung lại khoảng 10 phút nhé. Khi nước nó sôi lên rồi nhé, mình đậy vung lại cho lửa vừa thôi và 10 phút sau mình quay lại. Đây, sau khi được 10 phút này, chúng ta sẽ chắt, chúng ta bỏ cái rau này đi và chúng ta chỉ lấy cái nước này chúng ta uống thôi. Chúng ta dùng cái nước này chúng ta uống thay nước lọc nhé. Và cách sử dụng là chúng ta sẽ chia nhỏ bát nước này ra và uống nhiều lần trong ngày, và trước hoặc sau bữa ăn đều được. Chúng ta có thể uống thay trà hoặc thay nước. Và chúng ta uống một tuần nhé, thì nó sẽ có hiệu quả. Bây giờ mình sẽ dừng clip này.